Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày thứ năm, ngày 22 tháng 2 năm 2024. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đứng ở ngay chỗ đường ray xe lửa ở tại thành phố Thủ Đức, Sài Gòn. Tất cả mọi phương tiện đang đứng lại để mà dành ưu tiên cho đường tàu chuẩn bị cắt ngang qua giao lộ này. Và để bắt đầu video trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một tuần làm việc thành công và hiệu quả. Kính chúc tất cả chúng ta có một năm mới luôn luôn gặp may mắn và thành công trong công việc. Trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel mời quý vị và các bạn chúng ta đi tham quan toàn cảnh ở khu biệt thự The Mansion Vạn Phúc City. Có thể nói đây là một trong những khu biệt thự triệu đô của nhà nghệ sĩ Việt Hương. Thật sự mà nói thì khu Vạn Phúc City này là một trong những điểm đáng sống ở tại Sài Gòn hiện nay, và đặc biệt là khu biệt thự The Mansion Vạn Phúc nằm ven sông Sài Gòn. Có thể nói đây là một trong những tinh hoa và đẳng cấp, sự hòa quyện của những cái phong cách kiến trúc tân cổ điển, và bên cạnh đó thì mang lại nhiều cái nét thiết kế rất đẹp ở tại khu đô thị này. Và bây giờ mình đang chạy vào bên trong gần sông Sài Gòn để mà cập nhật toàn cảnh cho quý vị và các bạn thấy được biệt thự triệu đô của nhà nghệ sĩ Việt Hương. Phải nói thật sự choáng ngợp và sững sờ khi mà thấy những căn biệt thự triệu đô khu nhà nghệ sĩ Việt Hương ở bên trong khu đô thị Vạn Phúc City này. Tuy nhiên thì dân cư ở rất là thưa vắng luôn quý vị. Nhà liền kề nhà phố thì cũng khoảng mười mấy 20 tỷ một căn, cho thuê cũng khoảng 5-70 triệu một tháng, tùy vào khu vực, tùy vào diện tích và tùy vào vị trí. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhìn ngắm một số căn biệt thự đơn lập và song lập ở tại khu đô thị này, và mình sẽ cập nhật những căn biệt thự triệu đô ở ngay khu của nghệ sĩ Việt Hương luôn. Phải nói thật ngỡ ngàng và uy nghi, ở tại khu biệt thự đơn lập và song lập nhìn giống như là tòa lâu đài soi bóng bên dòng sông Sài Gòn. Rất là xa nha cô chú anh chị, từ bên ngoài đường quốc lộ 13 chạy vào bên trong rất là xa luôn. Bao la bát ngát, biệt thự nhà phố liền kề, rồi biệt thự song lập đơn lập. Ở tại khu đô thị Vạn Phúc City này thì chủ yếu là những cái căn biệt thự triệu đô The Mansion nằm ngay chỗ dòng sông Sài Gòn. Phải nói là quá đẳng cấp, hội tụ rất là nhiều nét đặc biệt, tinh hoa của kiến trúc. Đây là những căn nhà phố liền kề nè. Từ từ vào bên trong thì mình sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn thấy được. Ngỡ ngàng, choáng ngợp luôn. Ngày xưa thì khi mà khu đô thị Vạn Phúc City này mới bắt đầu mở bán ở trên giấy tờ thôi, có nghĩa là chưa có hình thành mà mới có mở bán trên giấy tờ thôi, thì khoảng tầm 1 tỷ 2 tỷ 3 một căn nhà phố liền kề. Nhưng mà phải nói theo thời gian, những căn nhà phố biệt thự liền kề ở đây tăng rất là nhanh, và có thể nói tăng chóng mặt luôn. Và dường như là dân cư ở rất là ít, bỏ trống rất là nhiều luôn. Tính hết ở bên trong khu đô thị Vạn Phúc City này có hàng ngàn căn biệt thự nhà phố liền kề đóng cửa cho thuê hàng loạt. Đối với những căn biệt thự The Mansion ở tại khu nhà của nghệ sĩ Việt Hương có cái giá ít nhất là khoảng trên 200 tỷ đó. 240 tỷ, 250 tỷ một căn. Bởi vì thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển.
Ở trong khu đô thị Vạn Phúc City này, cô chú anh chị và các bạn biết rằng là có rất nhiều trường học quốc tế. Và những cái trường học quốc tế này nó cũng ở gần các căn biệt thự song lập. Đó, từ ngoài mà chạy vào bên trong khu biệt thự của nghệ sĩ Việt Hương là phải nói thấy nó bao la bát ngát luôn, cô chú anh chị. Bao la bát ngát. Ở đây thì chúng ta sẽ nghe rất rõ tiếng máy bay hạ cánh. Rất rõ luôn. Đẳng cấp thật. Thật sự rất là choáng ngợp luôn. Choáng ngợp. Đất bao la luôn. Tại khu đô thị Vạn Phúc City này còn có bến du thuyền Dragon Base đẳng cấp 5 sao luôn. Chưa kể là những công viên bờ sông The Long Park và sông Sài Gòn. Thật sự mà nói khu dinh thự của nghệ sĩ Việt Hương nhìn từ xa phải nói là cực kỳ dữ dội luôn quý vị. Đóng cửa hàng loạt, chẳng thấy ai ở luôn, một dãy này luôn quý vị, đóng hàng loạt luôn, không có một bóng người ở tại khu vực này. Trời ơi, tè tua thê thảm luôn. Nói chung thì trong khu đô thị Vạn Phúc City này chủ yếu là nổi bật nhất đó là khu dinh thự Mansion, cộng đồng tinh hoa đẳng cấp nằm phía bên trong nha, mình đang chạy vô bên trong sát với dòng sông Sài Gòn mà. Đó, khu này là hoàn toàn là không ai ở luôn cô chú anh chị các bạn, để mình chạy vào bên trong cho, không ai ở luôn, không một bóng người. Những căn nhà phố liền kề ở phía bên ngoài thì shop house đó cho thuê là khoảng từ 25 cho đến 50 triệu một tháng, 55 triệu một tháng tùy theo diện tích. Những căn biệt thự song lập ở đây có 18 căn và giá khoảng 100 tỷ một căn đã bao gồm thuế VAT. Còn đối với những căn biệt thự đơn lập sẽ có 9 căn view mặt sông Sài Gòn có cái giá là trên 200 tỷ, 240 tỷ, 250 tỷ một căn. Tất nhiên là mặt tiền nhìn về sông Sài Gòn. Tất cả nhà cửa đất đai ở đây đều có sổ hồng gắn liền với đất cô chú anh chị các bạn. Cô chú Việt kiều bên nước ngoài muốn về Việt Nam nghỉ hưu có thể đến đây để mà mua một căn thoải mái sinh sống yên tĩnh luôn, cực kỳ yên tĩnh. Đó, không ai ở luôn nha cô chú anh chị các bạn, không một bóng người luôn. Thật sự mà nói thì giá trị bất động sản ở tại Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung trong những năm gần đây đang ở cái giá vẫn rất cao. Những người có nhu cầu thật sự thì chưa thể nào tìm được một căn nhà ưng ý để mà ở cả. Đa số là đầu tư, đầu cơ. Thật sự là không thấy ai ở luôn cô chú anh chị các bạn.
Giá những căn biệt thự ở khu đô thị Vạn Phúc City này rẻ rẻ cũng phải khoảng 20 tỷ, 18, 19, 20 tỷ một căn. Diện tích là khoảng 103 mét vuông. Vào phía bên trong sẽ thấy được khu biệt thự hay còn gọi là dinh thự đẳng cấp The Mansion. Đó, quý vị thấy không? Phía bên tay trái đó. View sông Sài Gòn. Phải nói những căn biệt thự triệu đô xuất hiện ở tại khu ven sông Sài Gòn đã tạo ra một bức tranh tuyệt vời cho thị trường bất động sản sau Tết 2024 này. Và tất nhiên thì giá trị bất động sản ngày càng tăng lên chứ không phải là giảm xuống. Sẽ chạy vào để mà cập nhật cận cảnh chi tiết những dinh thự này. Chúng ta đang đi ra bên phía dòng sông Sài Gòn nè cô chú anh chị các bạn. Và nói khu này được bao bọc bởi dòng sông Sài Gòn. Bến du thuyền 5 sao. Công viên bờ sông, trường học quốc tế. Quá là choáng ngợp. Dinh thự này khủng khiếp thật. Máy bay hạ cánh luôn quý vị. Đối với những cái căn biệt thự đơn lập này view sông Sài Gòn thì cái giá ít nhất là phải là 200 tỷ nha quý vị. Biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. Biệt thự song lập thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nói chung thì giá ở đây tính một mét vuông thì khoảng cả tỷ bạc đó. Còn biệt thự song lập thì đang bán với cái giá từ 200 cho đến 240 tỷ một căn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng thị trường bất động sản ở đây nó có một cái nghịch lý, đó là vẫn còn rất là nhiều. Bất động sản vẫn còn đang rất nhiều.
đến du thuyền Raven Bay đẳng cấp 5 sao. Đây là những hình ảnh cận nét và chi tiết luôn quý vị. Thấy có một số căn cũng đang căn cái băng rôn là cho thuê hoặc bán nè. Đó. Đẳng cấp luôn. Khu nhà nghệ sĩ Việt Hương. Chẳng thấy bóng người luôn cô chú anh chị các bạn. Choáng ngợp quý vị, thật sự choáng ngợp luôn. Vị trí khu đô thị Vạn Phúc City này nằm ngay thành phố Thủ Đức. Quy mô là 198 hecta. Ở đây có căn hộ nhà phố, biệt thự shop house đó. Cho thuê hoặc bán biệt thự. Ở đây sẽ có công viên giải trí Ocean World do tập đoàn của Hàn Quốc hợp tác đầu tư. Tổng số vốn có thể nói lên vài trăm triệu đô la và phải nói là quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trời ơi, sững sờ luôn quý vị, không một bóng người. Nói chung thì tại khu đô thị này dịch vụ tiện ích đã có đầy đủ luôn, từ bệnh viện, trường học, công viên. Tường Vũ Channel xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn may mắn, thành công và hạnh phúc. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.